Rồi, lần đầu tiên cho bên sự tiện Hùng Thắng gửi lời chào cùng anh em trên cộng đồng mạng ha. Bữa nay cũng khá lâu rồi bên Hùng Thắng không có quay chia sẻ anh em gì ha. Bữa nay mình xin quay chia sẻ anh em ít đồ bãi nha anh em. Rồi, mời anh em vô xem chi tiết nha. Này là nghĩa địa nha. Đó, này dòng này xài chung từ 3 tới 63, 66, 68, 68 sát nhỏ nha anh em. À. Đó bộ lon 6 ly nha. Này. Đó bộ lon 6 ly. Và xài chung từ 68 sắc nhỏ, 66, 63. Rồi mình sang cái nắp này ha. Đây là nắp dòng 3T68, 3T68, 3T72. Lỗ bộ lông bộ 8 ly nha anh em. Đây. Anh em nào có nhu cầu về những dòng nắp này thì vô liên hệ trực tiếp bên sư Tư Hùng Thắng ha. Mình bán nắp xong rồi mình xin hỗ trợ anh em là cái khâu vệ sinh nha, và xé xúc bắp đây hết đấy nghe nè. Anh em chỉ tới tay anh em là chỉ đi gáp thôi. Đây, dòng này dòng 6872. Mà những dòng nắp này đa số là nó đóng như đây là 72 nha anh em. Đó, mình quay chia sẻ cho anh em những cái đầu nắp đây ha. Anh em nào có cần thì vô liên hệ ha. Sang đây là mình quay chia sẻ anh em thêm cái nắp nữa. À. Này. Mình xin quay chia sẻ anh em là cái nắp này là D902 nha anh em. Dòng Kubota D902. Đây. 902. Nắp này là nắp nghe địa nha anh em. D902. D902 là lòng máy 2 đủ nha anh em. Đường kính tròn này của lòng là lòng 72 nha. Đây. Anh em nào có nhu cầu về dòng nắp thì alo. Này số lượng quay video nó cũng hơi dài, số lượng thì nó cũng có hạn, mình sẽ quay lướt ha. Và anh em nào muốn mua thì kết bạn Zalo chính xác ha. Đây mình quay chia sẻ thêm cái nắp này nữa. Cái này là 1305 nha anh em. Nắp này 1305 nhưng mà ngược lại nó vẫn xài chung với là máy 1105 và 1005, 76, 78 xài chung hết. Nè. Bù lon lỗ ốc bô này là 7 ly nha anh em bà con. 7 ly. Cái đời 1305 thì nó có vô cái mặt này nó còn chừa đây bắt bù lon âm lắp cò dưới nha anh em. Nhưng anh em gấp dẫn chung. Dẫn chung là cái bù xong người nhìn quay lên. Nhưng bên mình thì nắp thì đa hệ nha anh em. Mình quay mình chia sẻ với anh em nào có nhu cầu xài những dòng nắp gì đó liên hệ. Mình quay clip với các anh em nè. Đây. Đây là 3T75 nha anh em. 3T75. Đó, 3T75. Đây. Anh em nào cần xài những dòng nắp thì thầy thợ rồi đó, còn mình cũng còn nhiều nha, nhưng mình lấy mình chia sẻ ra ít thôi. Chứ còn nói vấn đề nhiều quá thì nó cũng cái video nó lâu lắm. Mình chỉ quay lướt qua cho anh em xem ha. Cái nào mình giới thiệu cần kể. Đây. Đây là nắp này là hot nha anh em. Đây là Kubota nha anh em. Kubota. Kubota 4. Lòng 76, 78 thì chung nha anh em. Chính là giúp cái gì vậy nên vấn đề nắp ha. Có số anh em mưa lăng tăng vô cho cái nắp này ha. Cái dòng Kubota là mình không có phân biệt là 76, 78 thì chứ. Nếu mà anh em ghép nắp là đúng đời hoặc đúng lỗ bù lon là xài à. Nó có cái đời là lỗ nước này và những cái dòng sơ mi có này hết. Mà nhưng mà ngược lại không có cũng không sao nữa anh em ơi. Mà nhưng anh em kỹ tính thì người ta mua thì hơi khó, thì vấn đề đó cũng phải đúng. Mà nhưng là nó xài chung hết. Từ tất cả đường nước xăm bét đồ xúc bắp đồ là chung hết nha anh em. Anh em mua anh em đừng có mà kêu giống nhiều quá nó cũng không được. Tại vì mình cũng không có hiểu cái kỹ sư sản xuất như sao thì mình không biết. Mà nhưng mình thấy nó chung hết, vẫn xài chung. Dùng xong nước thì mình gắt rất là nhiều vấn đề này nha anh em. Đó. Mình... Rồi giới thiệu anh em thêm tiếp nữa nha. Đây là nắp Vitsu nha anh em. Vitsu thì bao gồm L3A, L3E, L3C, xài chung hết. Đây. Hàng bãi hàng nghĩa địa chăm. Nên là cần dòng nắp thì alo mình trực tiếp bên sự tiện Hùng Thắng nha. Nắp gì cũng có.
Rồi bắt đầu mình chia sẻ nem nắp pate 82 84 nha anh em. Dòng dòng dân ma nha. Cách nhỏ dân ma pate 82 84. Nắp này mình mở trên cái máy xe cơ giới nha. Nó màu vàng nhưng mà nó chẳng xe chung là gì. Những cái dòng máy như máy màu đen nha, chung nha anh em. Cái nó khác màu thôi. Còn rất là nhiều nha anh em. Nắp thì mình còn nhiều, anh em nào mà cần xài dòng nắp nào của mình cũng có nha, nghe đẻ nha anh em, bao anh em là đầu mình đầu nghe đẻ nha, không đầu nước ngọt nha. Này rồi trang phục này rất là nhiều nha, dòng nhân ma Kuta Shibura và còn nhiều nha anh em. Mình quay sơ nét rồi đôi lúc thì đôi nét thì những cái đầu nắp mình hiện tại đang ở cặp được cho tiêu thắng ha. Đó. Chiều nay về được ít nắp này quay chia sẻ cho anh em. Anh em nào xài và lắp ghép những cái động cơ mà bị hư nắp hoặc là nắp chạy thời gian nó bị lúng chén sụp chén, mình cũng có mà đổi nha anh em. Mình cũng nhận phục hồi nắp luôn. Nhưng những cái trường hợp nắp phục hồi lại mình nhận phục hồi á là nhẹ mình mới nhận nha. Còn nặng quá bỏ nha anh em. Nắp flat nó rất là quan trọng cho những cái động cơ của mình xài nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Mình cũng xin chúc anh em sức khỏe rồi chào anh em nha.